bánh tráng kẹo bánh nha quả nè. Cái này là bánh đường mình làm hay gì? Không phải bánh nha ở ngoài xứ Quảng à. Chị làm được bao nhiêu năm rồi chị? Chị bán được bánh nay nữa là hai mấy năm mà đó. Đi lúc 19 tuổi à. Bánh nay chị 50 à. Mà chị đi rồi chị bỏ nghề, chị đi vé số rồi không được rồi chị quay lại à. Chị cho nghề quay chút nha. Nghề này cực lắm em. Cực lắm hả? Ừ. À. Rồi đâu chị bán cái đường nào? Chị hầu như chị bán trên nhà thờ Đức Bà rồi đó. Bây giờ bán chậm quá chị chạy tùm lum. Dạ. Nói chung là thứ bảy chủ nhật là chị hay bán ở dưới xóm, còn bình thường là chị bán trên công ty ở nhà thờ nè, Bảo Bánh Chi rồi đó. À. Mấy ngân hàng đó chị hay đậu. À. Ngày chị bán khoảng được bao nhiêu? Hầu như chị bán 80 mà bây giờ chị còn 60 rồi, chị còn giờ à. Bán chậm quá. Dạ, nhiều người bán quá hay sao chị? Không phải, bánh tráng cổ nó ra quá nó đè chị. Dạ. Không còn như ngày xưa nữa. Dạ. Một cái bánh dạy chị bán là bao nhiêu? 10.000 cái. 10.000 hả? Dạ. Còn ăn không là 5, còn chị bỏ kẹo dừa là 10. Dạ. Bây giờ bánh tráng trộn nè, gò rốt đó nó đè chị. Mấy năm trước chị bán được hết. Dạ. Ngoài bán cái này ra chị còn bán món gì nữa? Chị bán bánh chuối hay gì kia hả chị? Bánh chuối, bánh mè, nói chung là đủ loại bánh tráng. Đấy, đủ loại bánh tráng. Mè rồi. Bánh tôm. À, cũng đủ ha. Đây nè. Bây giờ chị bỏ thêm bánh chuối rồi ra nè nó gì nè. À. Ngày xưa thì bánh kẹo là chủ yếu. À, em đây quay sơ cái xe của chị vậy. Đây, các bạn. Chị mới lên tháng á. À. Chứ hầu như chị gánh là thời xưa gánh không hả? Giờ chị gánh hết nổi rồi. Giờ đi xe. Giờ đi xe. Dạ. Chị bị đốt sống cổ nè. Dạ. Mệt quá ha. Đây là bánh chuối hả chị? Này chuối mình ép ra hả? Chuối dẻo nè. Chuối dẻo mình ép ra. Rồi mình. Chuối giòn. À. Đây các bạn nào muốn ăn thì đến quán Ba Tròn ha. Anh chị có đến đây bán. Thường thường buổi khoảng 9-10 giờ ha. Cái này để mình ăn không hay sao chị? Chuối nè. Không, cỡ này là mình cuốn với cái gì nữa? À, cái này là ăn không hết. Không hết hả? Chỉ cái này với bánh mè là ăn kẹo thôi. Dạ. Bánh mè nè. Cái này là bánh gì? Màu này là bánh mè tôm hả chị? Tôm. Đây là mè thường. Rồi đây có mè em cũng thường. À. Ờ, thường bán ở đâu? Chị hai đi vô quán Ốc Nguyên rồi chị xách tối lại chị xách cái này vô chị mời. À, rồi lên đi. Chị chạy ra đây thì gặp mẹ em. À. Chạy lâu lâu chạy ra mẹ nữa thôi. Dạ. Mẹ ngoài ngán. À, rồi. Bán là phải biết chỉ hướng. Rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. À, chúc chị mua bay bán đắt nha. À.